Nè, nói nghe nè. Hôm nay chuyện ma hơi dài đó nghe. Chuẩn bị sắp xếp để mà nghe. Những chuyện ma hôm nay là của Nina ở bên Úc Châu. Và những chuyện ma này nó tiếp theo cái chuyện căn nhà đầy ma ở Sài Gòn. Nằm trong chuyện Minh Lệ 992. Cho nên nếu mà mình muốn hiểu rõ và liên tục những câu chuyện kể sắp tới đây thì những người nào chưa coi chuyện bên lề 992 nên coi trước, rồi sau đó mới coi cái này hay là nghe kể cái này, nghe. Nhắc lại là nó hơi dài đó, chuẩn bị nhé. Rồi, bây giờ trong chuyện bên lề lần thứ lẻ hôm nay thì có những chuyện như là căn nhà của quỷ, đây là căn nhà bệnh Úc Ma trong bệnh viện Úc Châu rồi ngạ quỷ vào nhà của người bạn và ma ở trong cái căn nhà chính phủ mới xây mà mình ở như thế nào. Bây giờ mời à, quý vị và các bạn bắt đầu vào chuyện Minh Lề lần thứ 1006 với những câu chuyện ma của Nina nằm trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 121. đây là những câu chuyện ở giai đoạn khi được định cư ở nước úc câu chuyện căn nhà của quỷ phải nói cuộc chạy bán mạng từ trong nước cho đến vượt đảo rồi vượt tù thái cái gì cũng mất sạch chỉ còn duy nhất là cái mạng nhỏ này cho nên khi đặt chân lên miền đất hứa kangaroo với hai bàn tay trắng một xu cũng không có áo quần cũng không phải nói cũng may là chính phủ úc thật là nhân đạo thật là tốt bụng đã chiêu cố từ à đến Z một cách chu đáo. Trong 5 năm đầu thì tôi di chuyển nhà không dưới 10 lần, vì tiền nhà nó cứ tăng mãi, tăng cao. Khi mà tôi hạ sanh cái đứa con đầu lòng mà còn phải di chuyển nhà nữa, thiệt là muôn vàng cực khổ. Căn nhà này là căn nhà mà cứ hàng đêm thì tôi nghe tiếng than khóc của một người phụ nữ ở trong phòng giặt quần áo thường thường căn nhà ở bên Úc. Ngoài phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn nhà bếp ra, còn có một cái phòng hay một cái chỗ để riêng những cái máy giặt và máy sấy để có thể giặt giũ quần áo ở trong nhà. Mà người phụ nữ nào lại ngồi ở trong đó mà cứ khóc lóc hàng đêm như vậy. Nhà đâu có ai đâu. Chỉ có hai vợ chồng với đứa con mà. Tôi không muốn cái tiếng khóc này nó ảnh hưởng đến con của tôi. Nên tôi đành bấm bụng phải giao lưu với bà thôi. Tôi nói chuyện với bà, tôi hứa là tôi sẽ giúp bà thoát khỏi cái khỏi cái cảnh khổ mà bà đang gánh đó. Tôi không biết bà đang khổ cái gì. Với điều kiện là bà không được phá con tôi nữa. Bà cứ rên rỉ bà khóc ngoài con tôi nó nghe nó sợ chứ, nó giật mình. Nên im lặng đi, tôi không có muốn nghe cái tiếng rên rỉ đó nữa. Giả dạ lại chồng tôi cũng là người rất là sợ má. Sau khi giao lưu nói chuyện hứa hẹn xong thì từ đó nhà tôi êm luôn, không có nghe cái khóc lóc rên rỉ nữa. Rồi sau đó một năm thì tôi dọn đi nơi khác, sau khi tôi sanh một baby thứ hai. Như vậy thì lần này có hai vợ chồng và được hai đứa con. Lần dọn nhà này thì tôi dọn qua vùng khác xa hơn, vùng cộng đồng Việt. Vì tôi ham rẻ, với lại căn nhà khá to, cho nên thấy căn nhà là tôi thích liền. Ký, ký thủ tục thuê nhà liền. Nhưng mà có điều khi tôi bước vào căn nhà này thì tôi có cảm tưởng cái gì đó nó không ổn. Đang mùa hè mà căn nhà nó như là đang mở máy lạnh. Nhà thì thiếu ánh sáng, hơi âm u. Tôi mới nghĩ trong bụng, ở riết rồi nó cũng quen thôi. Nhưng lạ một điều là tôi tôi cảm thấy cấm kỵ với cái phòng khách kiên kỵ thì đúng chứ không phải là cấm kỵ thấy kia thấy kỵ với nó lắm không khoái cái phòng khách gì nó lớn quá rồi nó có hai mặt cửa nữa một mặt thì hướng xuống nhà bếp một mặt kia thì nằm ngay các hành lang của phòng ngủ các phòng ngủ mà phòng này thì rất là rộng cho nên tôi mới khóa hết hai mặt cửa lại coi như là tôi không dùng đến phòng này đâu có khách hứa gì đâu để nó rộng mênh mông đó thôi khóa lại luôn chỉ duy nhất là tôi dùng cái phòng đó thay vì tiếp khách thì bây giờ tôi dùng để chứa đồ có một lần thì tôi gom tất cả các đồ chơi trẻ con vào trong một cái bao lớn rồi tôi mang cất vào trong cái phòng này và tôi khóa cửa lại vậy mà sáng hôm sau tôi nghe có tiếng ai lục đục cái gì đó ở trong đó mà ở bên ngoài thì cửa vẫn còn khóa Vậy thì ai vào được trong đó? Tôi mới thử mở cửa ra. Tôi bước vào. Thì trời đất ơi là trời. Những cái đồ chơi trẻ con mà đêm qua tôi đã cho dọ gọn vào trong bao hết. Thì bây giờ nó bày ra trước mắt tôi la liệt ở trên ở trên đất. Khắp phòng. Chỗ nào cũng có đồ chơi. Lúc đầu tôi cũng bán tính bán nghi. Không biết có con chuột, con mèo, con gì nó chung vô. Nhưng mà không có con nào làm cái kiểu này được tôi biết là ai rồi. Có một lần thì chị bạn ở gần nhà đó qua nhờ tôi mai đồ. Sau đó thì chị có ở lại nhà tôi để phụ mai cho nhanh. Và vì ở lại phụ là do chị cần gấp nữa. Phải hai, hai người bạn, hai chị em phải mai mới kịp. Thì khoảng 10 giờ tối tôi cho hai đứa con tôi đi ngủ trước. Sau nửa tiếng thì tôi trở ra phòng mai với chị Hai chị em cắm cúi làm việc cũng khá lâu. Tự dưng, cái cửa phòng nó bật mở ra. Như có ai ở bên ngoài kéo ra. Rồi, tôi còn nghe như có tiếng trẻ nít nó chạy dẫn bên ngoài. Cái căn nhà này nó có một điều đặc biệt, đó là loại căn nhà cũ. Cái cửa nó rất dày, rất nặng, mà cửa rất to. Có thể nó gió đồ này kia nọ không có thể lai chuyển được, được đâu mà muốn kéo phải dùng sức rất mạnh chứ không phải là như những cái đứa trẻ có thể tự tự kéo được vậy mà cái phòng nó bật mở ra cái cửa nó kéo ra vậy là sao bà bạn tôi thì một mực cứ cho là chắc hai đứa con tôi nó không chịu ngủ nó lén lén nó ra nó kéo cửa ra vô nó trêu đùa với chúng tôi thôi nghĩ như vậy nên bà bạn đứng dậy bà vừa cười vừa nói rồi bà nói à, để, 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 tôi đi, tôi thọc khổ chúng nó. Nói vừa giỡn vừa đùa, bắt chúng nó lắc Nhưng mà chỉ sau vài phút thì bà bạn trở lại phòng mai. Với cái sắc mặt hoảng sợ và tái xanh, bà lấp bà lấp bắp, bà nói, Thôi, thôi qua đó, tôi thấy hai đứa nó đang ôm nhau ngủ. Thôi, để tôi đi về nghe. Nói dứt câu bà chạy như bay ra khỏi nhà tôi, thì lúc đó đã 3 giờ sáng rồi. có đêm thì tôi vào phòng ngủ để dỗ con ngủ sớm cái đêm đó tôi đang nằm ở trên giường đọc tạm cái tờ báo tự nhiên tôi thấy cái ánh sáng ngọn đèn nó hơi di chuyển qua lại như thế này tôi nhìn coi cái ngọn đèn coi nó bị cái gì mà tôi càng nhìn kỹ thì nó càng đu đưa Tôi càng long mắt lên nhìn trừng trừng nó thì nó càng đánh đu tăng tóc lên nữa. Đây là một cái loại đèn dây thòng. Nó đưa xuống. Dạ. Cái chụp đèn thì to như cái nón lá. Cho nên nó đánh đu thoải mái luôn. Tôi lúc đó tôi bấn bật dậy ở trên giường. Tôi nắm chặt cái dây đèn và tôi hâm là tôi sẽ bỏ đói chúng nó nếu còn phá phách. Nhờ cái hâm đó mà nó mới để yên cho bọn nhỏ ngủ. Nói đến đây thì mọi người sẽ thắc mắc một điều là tại sao mà tu hâm bỏ đói nó sợ? Cái căn nhà này thì rất to và nó dài, nó dài đến độ cái mặt tiền thì đương nhiên là nó nằm ở trên cái con đường, một cái con đường chạy ngang cái mặt tiền nằm ở bên đây nhưng mà cái cửa sau nó dài, nó cái cửa sau của căn nhà nó lại nằm trên một con đường khác ở phía sau. Nghĩa là trước và sau căn nhà này dính đến hai con đường khác nhau. Phía trước nhìn vào thì thấy bình thường, nó giống như những căn nhà khác ở bên cạnh. Nhưng có điều phía sân sau thì nó bị lọt tỏm giữa hai cái building, một cái building NEC, N-E-C và một cái building có tên là Electronics thì hai cái building này họ trồng dài dải bụi dạ lý hương để làm cái hàng rào cách ngăn với nhau. Thì chính những cái bụi dạ lý hương này chính là vấn nạn cho căn nhà mà tôi đang ở. Bởi vì ma quỷ nó rất thích mùi hương này. Phải nói dạ lý hương ở đâu là ma quỷ nó bám theo đó. Tôi biết rõ điều này. Cho nên ở trong nhà hễ có cơm thừa canh cặn là tôi trút hết vô tô rồi tôi đem ra cái bụi dạ lý hương ở ngoài đó để mà tôi để đêm thì cho chúng nó ăn ngày thì chim chóc chó mèo gì cứ ăn thức ăn thừa không bao giờ tôi đổ vô thùng rác hết tôi nghĩ đổ bỏ nó mang tội lắm thôi để cho ngạ quỷ nó ăn ban đêm chim chóc mèo chó nó ăn ban ngày đó là lý do mà nếu tôi hâm bỏ đói nó nó sợ thiệt đã vậy mà có đêm nó lộng hành như là nhà quan chết chủ phải nói thức ăn nếu mà tôi nấu nướng mà đậy không kỹ đó thì coi như phải bỏ thôi thức ăn gì mà mới vừa nấu để sau đó một hai tiếng đồng hồ là nó nó ôi nó thiêu nó hôi nó bốc mùi luôn không có lý do gì cơm, canh cá mà hay thịt mà một hai tiếng đồng hồ mà nó nó thiêu nó hôi đến như vậy cho nên thức ăn còn trong thừa thì trong trong nồi thừa ra đó, đó thì tôi đẩy kỹ lắm đẩy xong rồi nha tôi còn dùng nguyên cái bọc ni lông mà loại đựng thực phẩm đó, tôi bọc kín nó lại luôn cột nó chắc lại chẳng những gì tôi còn dằn con dao ở trên nồi nữa vì tôi biết ma rất là kỹ cái thứ này nó sẽ không bao giờ mở ra được nếu mà mình dằn con dao luôn ở trên cái nồi nó không dám mở còn cái tu lanh nhà tôi rất tiếc là nó không có lớn nó thuộc loại nhỏ nên tôi không có thể để nhiều đồ được. Cho nên đành phải để thức ăn bên ngoài và chịu khó bọc bao lại. Vậy mà nửa đêm, tôi nghe tiếng của tụi nó bật mở cái cái oven. Oven là cái lò nướng, cái 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 cái, cái bếp, cái bếp cái lò ở trên là có những cái có bốn chỗ để mà mình để lò lên, bật ga lên bật hoặc là bật điện để mà mình nấu thì ở bên dưới có một cái hộc bự, là cái chỗ làm để nướng nó gọi là oven thì nửa đêm tôi nghe tụi nó bật mở cái oven ra để tìm thức ăn hễ nó cứ mở cánh cửa oven ra thì nghe kêu két két à lúc đóng lại thì nghe cái rầm mà chúng nó cứ bật cứ đóng đó cỡ chừng hơn mười phút đồng hồ két rầm rồi két rầm ừ. cứ vậy tôi lờ đi chứ sao bây giờ với lại tôi nghĩ ở trong cái ô van cũng đâu có con mẹ gì đâu mà cho chúng nó ăn. Nó cứ phá nó kéo như vậy. Tôi lậu luôn. Nhưng mà chúng không có ngừng ở đó. Nó tiếp tục đến phá cái nồi mà tôi đã bọc ni lông lại rồi. Tôi nghe keng keng rầm rầm liên tục giống như là nó lấy con dao của tôi dằn ở trên nắp nồi. Nó gõ vào trong nồi như người ta đánh kén vậy. Mình cứ tưởng rằng mình lấy cái dao dằn đó nó sợ ai giờ nó lấy cái dao nó gõ luôn. Tôi hết chào được, chịu được rồi tôi bèn đi nhẹ nhàng đến cửa ngăn ở giữa nhà bếp và phòng đọc sách. Cái bật, cái công tắc bật đèn thì nó nằm ở ngoài, cách đến gần chục bước chân, tôi không đến bật lên được. Cho nên tôi thủ cái đèn pin để cho nó tiện và nhanh. Tôi đứng yên bất động rồi tôi chờ. Khi nghe tiếng chúng đập nồi, là lập tức tôi, chân tôi đá bung cái cửa ra tay tôi rọi cái đèn nha. miệng tôi chửi coi cái thứ gì đang lộng hành trong nhà tôi thì lúc đó mọi thứ âm thanh đều im bặt hết tôi mới đi đến công tắc mở đèn trước mắt tôi là cái ô nó đang mở toan ra cái con dao mà tôi dằn nằm ở trên nồi đó nó đang nằm lăn lóc ở trên mặt bàn còn dòi nước thì nó chảy rỉ rả còn ma quỷ gì thì tôi chẳng thấy có một con nào. Vài tuần sau, có một lần sau khi tôi cho con cái đi ngủ rồi, tôi mới bày dụng cụ ra để tôi làm bánh để sáng mai tôi mang lên chùa gần đó cúng Phật. Thì mọi việc chuẩn bị đều suôn sẻ yên lành hết. Tôi làm việc, tôi làm bánh cũng đâu ra đó, cho đến khi bánh chín. Thì tôi mới trút khuôn để ra cho nó nguội. Nhưng mà tôi phải canh chừng, không cho rùi mũi đậu và nhất là cái đám ăn bình âm binh mà ăn hổn đó. Tại vì lúc đó mùi bánh nó chín, nó thơm lừng khắp cả nhà bếp hết. Bỗng dưng tôi nghe Cái tiếng hít hà nó lớn lắm Mà của một giọng đàn ông Ngay ở bên cạnh cái phòng đọc sách đó. Tôi lúc đó tôi nổi cơn lên, tôi hét lên, cái đồ hỗn lao bánh tao cúng Phật, mày mà hít hà nước coi chừng, chư thần bẻ cổ mày đó, đi ra khỏi nhà tao ngay. Sau khi tôi hét lên như vậy, thì tất cả đều im bặt hết. Tôi tưởng là nó biết sợ, nó rút lui. Tôi đang hí hài hí hững bị được yên thân rồi thì bỗng nhiên ầm 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 vang lên tôi giật mình vì cái tiếng động lớn quá lúc đó thì tôi thấy cái cửa ngăn ngăn cái cửa mà ngăn giữa toilet với ở trên đó, nó đang đóng kín thì bị rung rung lên theo cái 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 giọng giống như ai đó đang đấm vô cửa vậy ầm 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 như thế này mà nó cứ rung 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 không ai có thể nghĩ rằng ma nó làm chỉ có người mới mạnh đến như thế thôi. Tôi nổi điên vì biết. Tôi biết là nó đang nổi khùng lên rồi chứ phải không, không. Nó cũng muốn làm cho đã cái nư của nó. Tại vì nó muốn ăn mà tôi không cho nó ăn. Mà tôi còn chửi và đuổi nó ra khỏi nhà nữa. Tôi bung cái cửa đi xuyên qua toilet. Tôi mở luôn cái cảnh cửa khác ra ngoài sân. Tôi đứng tôi chửi tơi bời trước cái đám dạy lý hương. Và tôi ra chiêu cho nó. Ra chiêu tối hậu là tôi bỏ đói chúng nó. Chứ không phải hâm nữa Không có mua chuột bằng cách là hứa hẹn cho nữa Mà bỏ luôn Cái gì chứ ma quỷ chẳng sợ thứ chi Mà chỉ sợ đói và lạnh thôi Vì nó sợ cho nên mình phải hâm nói cho nó biết Bỏ cho nó đói, bỏ cho nó lạnh Thì nó mới sợ Thì lúc đó nó mới yên Để cho tôi nghỉ ngợi Nè Nói nghe nè Tôi đọc tới đây Phải ngừng lại nói cho nghe Từ nãy giờ tôi bị nổi ốc hoài nghe Nó bị ấn lạnh hoài à Tôi đâu có làm gì đâu Mà thật sự trong phòng này chỉ có mình tôi Cửa đóng kín hết Thì nội bất xuất ngoại bất nhập Chắc chắn không có người nào vô đây được cũng không có con nào vô đây được vậy mà ấn lạnh hoài là sao đọc tiếp nha các bạn có tin không mùa đông đêm về ở bên ngoài xuống năm độ c năm độ c là chưa tới không độ nhưng nó lạnh lắm rồi nha 0 độ C là cái nhiệt độ nước nó đông đá. Bây giờ bên ngoài xuống 5 độ C. Ở bên trong nhà tôi thì có lò sưởi Nó phải ấm áp hơn. Thì nhiệt độ phải từ 5 độ C trở lên. Ở ngoài lạnh mà, ở trong nhà mình có sưởi Vậy mà nó vẫn bị tụt xuống trừ 3 độ C là 3 độ âm đó. Phải nói trong nhà tôi đúng là cõi ẩm. Có ma hít nó giận lạnh. Lạnh hơn bên ngoài là sao? Có hôm thì tôi đang ngồi đọc sách ở trong phòng đọc sách. Bỗng dưng, à, bỗng dưng tôi phát lạnh từ cái đỉnh đầu. Cái lạnh không có bình thường của mùa đông, mà cái lạnh rất khó chịu. Nó buốt ốc buốt xương của tôi, chạy dọc theo sông lưng thế này. này. Tôi không hiểu tại sao. Tôi mới nhìn thì tôi mới chợt nhận ra. Mình đang ngồi ngay dưới cái khoảng mái nhà, không có cái tầng cách nhiệt. Nó lòi hẳn cái mái ngói và tôn. Phải nói cái thằng cha chủ nhà này nó keo kiệt lắm. Bao nhiêu lần tôi khiếu nại tôi nói mà nó không chịu lắp cái tầng cách nhiệt vào cho tôi. Thì tôi mới ngước nhìn lên coi cái mái nhà có bị gì nữa không? Sao mà nó lạnh quá vậy? đâu có thể nào mà lạnh dữ gì được thì khi ngước nhìn lên thì trời đất ơi là trời một cái bản mặt chưa từng ai có và chưa từng thấy bao giờ kể từ khi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ nó tròn dình nè à? nó tròn và nó to như một cái mâm vậy mà nó lại xanh lè loan lỗ lỗ chỗ một đống như là mụn ghẻ vậy đó cái mắt nó thì to như cái chén nha yeah. mà trồng trắng thì nhiều hơn trồng đen đã vậy nó còn lòi ra mũi thì chỉ có hai lỗ mà đầy lông chìa ra tua tủa miệng thì nó bành ra nó không có khép lại được vì trong đó một cái đống răng nó 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 thò ra rồi hai cái răng nanh nó cắm dài hai bên má cắm vô hai bên má và nó cúi nó nhìn xuống tôi như là nó hăm dọ tôi không biết nó hăm dọ hay nó cười nữa tại vì miệng nó cứ há rộng ra như thế này Vài hôm sau thì khi con cái đã ngủ say rồi. Lúc đó tôi ra phòng đọc sách để đọc vài tin tức ở trong tờ báo. Thì lúc đó con gái tôi nó chợt tỉnh ngủ vì thiếu hơi mẹ. Thì nó đi ra tìm thấy tôi ở nơi phòng đọc sách. Nó đến lặng lặng ngồi cạnh tôi. Tôi cũng chẳng nói tiếng nào với nó. Hai mẹ con cứ ngồi yên lặng như thế cũng khá lâu. bất chợt tôi và nó nghe vài tràng cười sằng sặc rất to của giọng đàn ông ở trong phòng nhỏ để chứa sách báo ở trong phòng đọc sách cười như vậy đó tiếng cười đó làm cho con gái tôi nó khóc lên nó sợ quá nó nhảy bổ vô lòng tôi nó nói mẹ ơi con sợ mẹ con sợ Tôi phải trấn an nó, tôi phải nói dốc nó. Tôi nói là sợ với mà sợ, đó là cái mái cười. Cái mái cười đó là đồ chơi của em bé, là bạn của mẹ đó. Bỏ quên bên, bên đó thôi, mai mốt gặp lại mẹ sẽ trả lại cho họ. Tôi đành phải nói vậy thôi chứ biết nói sao bây giờ. Rồi vào một hôm vừa tối trời, trong lúc hai đứa con tôi nó chạy giỡn ở trong nhà như mọi khi thì bỗng dưng chúng nó la lên mẹ mẹ ông cụ kìa ghê ghê quá thì khi tụi nó vừa la dứt thì ngay lập tức lúc đó thì chồng tôi bước vào à chúng nó thấy chồng tôi mở cửa bước vào thì tụi nó mới thôi la nhưng mà sau đó thì đứa con gái lớn của tôi trong khi sức mặt nó vẫn còn hoảng sợ nó lấm lét nó kể cho tôi nghe mẹ à chắc bố là ông cụ hả mẹ Tại tụi con vừa thấy ông cụ ở trên cửa Là bố bước vô nhà liền Cái tiếng ông cụ đây Con tôi nó cho là ma Và nó đã diễn tả lại cái mặt ông cụ In ở trên cái cửa kính mà phía ngoài Nó gần giống như là cái mặt Mà tôi thấy ở trên mái nhà Trước đó vài tuần Nói nghe nè Nội ốc nữa rồi Trong khi À bữa nay kỳ quá từ lúc tôi ở căn nhà này chồng tôi cũng không thích vì nó ở xa cộng đồng của người việt còn tôi thì lại không thích gần cộng, cộng đồng người việt vì tôi có nhiều lý do thực sự mà nói tôi không tiện nói ra gì nếu nói ra nó sẽ đụng chạm với nhiều người chính vì cái chỗ nó xa cộng đồng người việt chồng tôi không thích căn nhà này cho nên chồng tôi ít khi về nhà có khi cả tháng mới về một lần. Mà có điều, mỗi lần khi về tới là quậy tưng bừng qua lá. Nó không giống như là ở những căn nhà trước đây. Cái này tôi cho là không phải ma quậy nữa, mà là ma sống quậy thì đúng hơn. Dần già thì chồng tôi chẳng còn là là chồng của tôi ở cái thỏa nào. Mà dần già trở thành một con người nào khác giống như là từ một cõi âm u nào đó thì phải. Về chỉ biết ăn, ngủ, rồi đánh đập, hành hạ con cái, đai nghiến vợ. Chẳng có một chút gì gọi là có tình thương trong đó. Có hôm lão về, vô duyên vô cớ, đánh thằng con mới 2 tuổi. Lên gối luôn, giọng nó vô tường xô nó ngã làm thằng nhỏ không còn hơi để la khóc nữa và nó nằm bất động một đống đó sáng tôi pha cà phê cho lão uống lão ta không uống mà dùng bàn tay bóp nát cái tách cà phê đó cái tay của lão bị cứa đứt mà lão không biết đau rồi lão lậu bầu cái gì trong miệng như là tụng chú vậy rồi còn đi rưới máu khắp phòng bếp để dọa tôi nữa phải nói thần sắc của lão y như lãm binh hiện hình. Nói nghe nè, ma quỷ thứ thiệt đó, tôi còn rượt chúng nó chạy qua cờ. Còn lão thì ăn nhầm nhò gì với tôi. Nói thiệt, chơi tới bến liền. Và kết quả cuối cùng, lão phải đi ra khỏi nhà với một cái tay què, một tay còn lại lái xe đến bệnh viện và phải khâu 18 mũi. Đừng giỡn mặt với tôi. Có một hôm lão về, tôi dọn cơm cho lão ăn. Lão không ăn, mà cứ hất tung thức ăn, thậm chí hất mạnh nó bay dính lên tận trên trần nhà. Kỳ vậy, đồ đạc máy móc trong nhà thì lão đem ra đập nát hết. Lúc đó thì dưới sàn nhà đầy miếng chai hết. Vậy mà lão bước bừa lên cái đống miếng chai dưới bàn chân không. Mặt mày không thấy gì đau đớn hết. Mà lão đi đến đâu là Máu nó lon lỗ đến đó, chân thì bê bết đầy máu, tay thì đập phá, phá vừa chửi vợ con vừa dân tộc. Đã vậy, còn hú vang như chó tru. Có phải con người nữa không vậy? Có lúc lão hét vào mặt tôi và cái lần hét đó với những cái câu nói mà không bao giờ tôi quên được trong cuộc đời này. Đủ mẹ tao đã từng ở dưới địa ngục hàng triệu triệu năm nha. Bây giờ tao có xuống dưới đó ở thêm thì có sao đâu. Báo hại bữa đó tôi phải đem hai đứa con vào viện để khử trùng những cái vết thương dưới lòng bàn chân của chúng nó. Do nó dẫm phải miệng của bố chúng nó ban tặng cho. Tôi vào ở căn nhà này không bao lâu tôi mới biết một điều căn nhà này vốn là của một cụ bà ở đây cả đời rồi cụ bà đã bị chết khô trong nhà mà chẳng một ai biết sau khi phát giác ra thì con cháu cụ chôn cất xong và treo bản cho mướn không có ai mướn hết mãi đến ba năm sau thì có người vào mướn người đó chính là tôi là người đầu tiên mướn căn nhà vì hàm rẻ. Anh Việt Thảo ơi, chuyện còn dài dài qua thêm hai căn nhà chính phủ cấp. Một mới xây và một cũ chính là cái căn hiện tại em đang ở. Coi như câu chuyện thứ hai của em tạm dừng ở đây đi. Phải nói mỗi căn nhà là có vô số chuyện xảy ra. Hy vọng là em sẽ kể tiếp được. Cứ mỗi lần nhớ lại thì nó nhức đầu nhưng mà cố gắng thôi để tiếp tục kể cho anh nghe trong cái câu chuyện thứ hai này thì em chưa có bỏ chồng vì chồng chỉ điên sơ sơ về sau thì lão mới điên điên kinh dị đến độ bệnh viện tâm thần không chịu chứa lão nữa sau đó thì cái căn nhà này được người chủ bán cho địa ốc và phải nói căn nhà này đã mất dấu trên bản đồ cùng với các những căn nhà lân cận để nó trở thành một cái khu building hành chánh và coi như em rời xa cái căn nhà của quỷ này theo thời gian sống ở trên đất úc thì em ghép nhất là phải vào bệnh viện phải nói là em nằm bệnh viện không có dưới mười lần vừa cho những lần sinh nở nè vừa giải phẫu trị bệnh cho đến sau này có tuổi thì sức khỏe kém em thường hay ngất xỉu ở ngoài đường. Phải nói xe cứu thương, nó cứ đưa em vào viện cấp cứu giống như người ta đi chợ. Và phải nói hầu hết thì em đều trốn viện bỏ về sau khi em tỉnh dậy. Có một điều em ấn nhất là khi tỉnh dậy, người của em thôi giống như là cái ổ cắm điện, dây nhợ lung tung khắp người. Cái ghét nữa là khi vào viện chẳng được dưỡng sức được chút nào người ta vào nằm trong bệnh viện người ta dưỡng sức được còn em thì không có ở đó được đâu đó là lý do mà em cứ trốn qua ban ngày thì người ta ra vô như cái chợ trong những giờ thăm nuôi rồi các y tá rồi bác sĩ cứ luôn làm đủ trò để kiểm bệnh và hút máu hàng ngày ban đêm thì em phải đánh giặc với lũ ma quỷ ngày lẫn đêm chẳng được một giấc ngủ nào mà ra hồn cả có mấy lần cảnh sát truy lùng em, nói nghe giống như em làm cái gì phạm tội lớn lắm vậy. Thực ra thì cảnh sát truy lùng về cái tội em trốn diện. Cho nên mỗi khi mà em nhập diện đều bị canh chừng như là bị cai tù giám sát vậy. Mà mỗi khi em đến gần thang máy là tự nhiên có người đến hộ tống ngay, như vậy thì từng bước chân của em đều có người theo dõi cả. Bây giờ em xin vào chuyện của những lần nằm viện khác nhau. Đây là câu chuyện ma trong bệnh viện Úc Châu. Phải nói những lần sanh nở thì yên ổn lắm. Còn những lần giải phẫu và trị bệnh thì nó mới có chuyện. Nhưng mà lần sinh nở cuối cùng thì tôi phải giải phẫu gì baby nó nằm ngang. Cho nên thời gian này nó cũng không có ngoại lệ. Cái đám âm binh không có tha cho tôi làm tôi phải chuyển phòng mỗi đêm, khiến các y tá trực cũng mệt mỏi với tôi, vì tôi nằm phòng nào thì cũng bị cái đám âm binh nó phá phách cả. Tôi không biết những người khác có bị không, chứ cái đám âm binh sao nó cứ theo tôi hoài. Ngay cái đêm đầu tiên là tôi đòi đổi phòng. Là tại vì vào giữa đêm tôi chưa ngủ trong khi tôi vẫn còn tỉnh táo và tôi còn đang ngồi ở trên giường uống thuốc. Và tôi chuẩn bị gọi y tá vào giúp đỡ khi tôi nằm xuống giường thì bỗng dưng tôi nghe cái tiếng gió bỗng dưng tôi nghe cái tiếng gió nó lùa lùa thật mạnh từ cái cửa sổ lớn vào trong phòng mà mặc dù cái mặc dù cái cửa sổ đang đóng kín thì ngay trong chớp mắt thôi tôi thấy xuất hiện từ phía cửa sổ mà cái cửa sổ thì bị màn nó che hơn phân nữa nên tôi không có thấy được nguyên cái cửa sổ mà chỉ thấy một phần thôi thì từ cái cửa sổ đó như chớp nó bay cái dù vô một cái ông đen thui cao lớn mặc áo thụng dài mà trùm nón bằng vải mùng trắng cặp mắt thì đỏ lừ con ngươi giữa trồng vàng khè và còn giác trên và cái cây ba chĩa to lớn đứng ở chân giường của tôi trong lão nhìn tôi hầm mực giống như thù ba đời bốn kiếp gì rồi Ông mới giơ cây chĩa lên đâm thật mạnh vào hai chân tôi ui trời ơi nó đau gì đâu là đau lúc đó tôi hoảng hốt tôi hét lên rồi tôi bấm đèn liên tục để gọi y tá trực vào bấm đèn là tại vì mỗi cái giường nó có cái nút bấm để bấm khi bấm đó thì cái đèn nó sẽ báo ở văn phòng trực quy y tá để người ta biết người ta vô người ta tiếp cứu mình thì khi y tá vào thì sắc mặt của họ có vẻ không vui Tại vì họ thấy nửa đêm tôi làm loạn. Họ đâu biết chuyện gì xảy ra. Họ chỉ biết tôi bấm kêu họ. Nhưng mà đối với họ tôi đâu có cái gì đâu để phải kêu. Cho nên tôi biết họ vào vì cái nhiệm vụ nhưng mà hình như họ không có vui lắm. Thì lúc đó hai cái chân tôi còn nằm ở trong cái mền. Tại tôi đắp cái mền lắm mà. Thì cái chân tôi vẫn còn đau lắm. Ngay cái chỗ mà bị cái người đó cầm cầm cái cái chĩa mà đâm vô nó đau lắm. Nhưng mà tôi không có cử động được. Tôi nghĩ chuyện này chắc tiêu luôn rồi. Thì y tá hỏi chuyện gì mà làm ồn đến thế. Tôi mới kể lại sự việc đã xảy ra cho tôi. Không có ai tin hết. Tôi mới nói tôi bây giờ y tá cứ lật mà lên xem vết thương hai chân của tôi ra làm sao. Tại vì nó đau dữ lắm. Thì khi dở mình ra hai chân tôi rời ra lòi ra thì tôi thấy nó vẫn bình thường. Chứ chẳng có thương tích hay máu me gì hết. Những người y tá này sau khi thấy sự việc xảy ra thì họ lại càng không tin những gì tôi nói. Trong đầu họ nghĩ tôi chắc đang điên loạn, quan tưởng. Biết làm sao bây giờ? Rồi sau đó thì các yêu ta y tá qua lời tôi kể thì họ cũng đảo mắt nhìn quanh phòng. Như là để tìm kiếm coi cái lão đen thui đó đang ở đâu. Thì cũng chẳng thấy lão ở đâu nữa. Nên không ai tin lời tôi kể hết. Rồi kể từ đêm đó thì cứ mỗi lần đêm xuống là hai ba y tá phải đẩy giường tôi đi lòng vòng để đổi phòng lúc giữa đêm. Vào một cái đêm mà khi tôi đã đổi qua phòng khác rồi. Người vẫn còn yếu ớt không có thể tự mình trở mình được. Mặc dù ở bên hông giường nó có cắm một cái cây mà cái treo dòng sắt tam giác khá to nó lơ lĩnh như thế này cái dòng sắt tam giác nha yeah, uh, nó bóng giống như làm bằng đáp vậy đó để cho cái người bệnh có thể dịn vào cái 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 dòng sắt đó mỗi lần lên xuống giường cho nó dễ nó có chỗ để tựa yeah. hoặc là uh, muốn ngồi dậy đó <laughs> thì nắm kéo còn đối với tôi thì tôi chưa đủ sức để bám vào cái cái khoen sắt đó tôi đang mơ màng ngủ tôi thấy cả một cái bầy con nít mà tôi không nhận diện được tụi nó tụi nó ùa vô giường tôi có hai đứa nhảy đến đánh tôi nó nắm tóc tôi nó lôi xuống giường nó kéo tôi lôi sền sệt ở dưới sàn nhà thì lúc đó vì còn sức yếu tôi không chống trả được gì cả ngay cả tôi kêu cầu cứu cũng không thể mở miệng thốt ra được và chúng lôi tôi đi như một cái xác chết có một điều khi mà nó lôi tôi vòng vòng phòng rồi nó mới kéo tôi ra tới cái cửa phòng mà đối diện với phòng là khu nhà tắm cho bệnh nhân tôi liền hiểu ý định chúng nó là tụi nó định đưa tôi qua bên đó để có thể làm thịt tôi tôi chẳng hiểu cái sức mạnh từ đâu ập tới, tôi bất chấp lúc đó trên người có thương tích, tôi đã đánh trả lại tứ tung, chân đạp tay đấm tay xô quá trời luôn, cho đến khi tôi nghe có tiếng người gọi tên tôi, thì làm tôi giật mình, tôi thức tỉnh dậy. thì trước mắt tôi là hai cô y tá nhìn tôi với cái sắc mặt kinh dị. tôi nghĩ đúng là hai người này gọi tôi chứ không phải ai. và khi tôi mở mắt nhìn họ thì họ mới chỉ đưa tay chị ở xuống đất cho tôi thấy và hỏi Chuyện gì đã xảy ra? Tụi tao gọi khá lâu mày mới chịu tỉnh, nói cho tụi tao biết đi. Lúc này tôi nhìn ở dưới sàn nhà, thì ôi thôi la liệt mùng mền chăn gối của tôi, còn trên giường thì chẳng còn thứ gì cả. Sau đó tôi kể cho họ nghe, vì có một cái đám nhỏ nó lôi tôi xuống giường, tôi phải đánh trả lại tụi nó, cho đến khi mấy người kêu tên tôi thì tụi nó mới biến mất khi tôi kể cho họ nghe tôi chỉ thấy họ đưa mắt nhìn nhau ngầm cái ý cho rằng chắc tôi loạn thần khi sức khỏe còn yếu theo tôi nghĩ thì ý thức trong tình trạng mơ màng thấy dưới mình đánh lộn hay hoạt động lung tung nhưng thân xác vẫn nằm một chỗ bất động cũng như có lần tôi đem theo bầy con nhỏ bỏ trốn lão chồng, đến nương tạm nhà một chị bạn để chờ tìm nhà mướn khác. Thì trong đêm đầu tiên đang ngủ chập chờn tôi thấy có một bóng đen không rõ mặt mũi mà chỉ thấy cái bóng đen thui nó ló lên từ cái gầm giường thật nhanh và phủ ập lên người tôi. Thì cái phản ứng tự nhiên là tôi dùng giấy tay chân búng đạp mạnh loạn xạ để chống trả. Thì Đấu một hồi thì cái bóng đen nó biến mất và tôi tỉnh hẳn ở trong tình trạng rất là mệt. Tôi thấy cái tư thế của mình vẫn còn nằm y nguyên lúc gần đi vào giấc ngủ. Trong khi vía thì nó làm đủ trò nhưng thân xác thì bất động. Sorry nha, tôi lại nói xiên đàng qua chuyện khác rồi. Trở ngược lại câu chuyện xảy ra ở trong cái bệnh viện. Chuyện xảy ra cũng là một trong những đêm đổi phòng. Phải nói tôi đổi phòng liên tục mà. Và tôi đã không cho y tá tắt đèn Để luôn đèn cho nó sáng mà ngủ Cho nên tôi đã nhìn thấy rõ mồn một những gì đã xảy ra chung quanh tôi Đang thiêu thiểu sắp ngủ Tôi nghe nhiều cái tiếng lào xào, rầm rì, ồn ào, nhốn nháo rất là khó chịu. Lúc đó lơ mơ tôi nghĩ ở trong đầu, đã đổi phòng rồi mà, còn chuyện gì nữa đây? Tôi mới hé, hé mắt ra nhìn, vì tôi đang buồn ngủ quá, hé mắt ra nhìn. Ban đầu thì tôi mới hé hé nhìn, nhưng khi tôi nhìn thấy quan cảnh thì tôi tỉnh cả người, mà tôi cứ mở mắt cao tráo ra nhìn già có nghe trẻ có đàn ông có đàn bà có đủ hết mặt mày tụi nó đứa thì xanh mét đứa thì trắng bệt ra mắt miệng thì biến dạng như là đang trong tình trạng phân quỷ tụi nó bu kín giường hết và nhìn tôi đăm đăm như thế này chúng nó vừa nhìn vừa rên rỉ rồi súng nhau cả bọn đẩy cái giường tôi ra ngoài bao công rồi còn có đứa nó nói đẩy nó xuống đường đi đẩy nó xuống đi trời đất ơi là trời ở đang lầu sáu bệnh viện mà nó đẩy xuống chắc là chết lúc đó thì tôi coi như là mình tiêu hết nửa mạng rồi bây giờ chỉ còn cách giữ bình tĩnh thôi cầu xin tha lực tâm linh cứu rỗi tôi liền nghĩ đến sư thầy sư thầy là người từng ban thọ quy y cho tôi và miệng tôi luôn niệm hồng danh chư phật liên tục để xin cầu cứu thì ngay lập tức trước mắt tôi là gì ngay cái chỗ vách tường phòng gần cửa bao công thì hình bóng sư thầy xuất hiện trên đó bóng thầy đứng giữa hào quang tỏa rộng màu vàng sáng rực như là mặt trời nó to che gần hết cả vách tường rồi hào quang của sư thầy tỏa ra bao bọc cả giường tôi. Trong bao lâu thì tôi không biết, nhưng cái diễn biến nó rất chậm, rất từ từ, rồi hình ảnh thâu nhỏ dần cho đến khi biến mất hẳn là tôi tỉnh lại, như là chưa từng ngủ và chợt nhận ra rằng. Chung quanh tôi êm ru, chẳng còn thấy con ma quỷ nào cả, và giường của tôi vẫn còn trong vị trí chưa từng bị đẩy ra cửa bao công bao giờ có hôm vào ban ngày vừa chộp mắt tôi nghe nhiều tiếng ồn ào cười la trong phòng tôi chưa kịp định thần vẫn còn đang trong trạng thái lơ tở mờ thì bỗng tôi có cảm giác như có ai đó đánh vào mong đích tôi một cái mà lúc đó tôi đang nằm nghiêng tôi đưa lưng ra phía ngoài cửa thì trong bụng tôi có ý giận chắc con mẹ y tá nào giỡn ác với tôi không tại vì trong khi họ thừa biết cái sức khỏe của tôi còn rất yếu mà tôi đang hồi phục tôi chưa kịp dự định tính làm gì thì chát thêm một cái nữa đánh vô mặt mong tôi mà mạnh hơn cái trước nữa tôi mới giật mình vậy mở bừng mắt ra nhìn tuy là tôi mở mắt ra được tỉnh táo được nhưng mà cả người tôi bất động cứng ngắc không có nhúc nhích gì được hết thì lúc đó tôi nhìn thấy nguyên một bầy trẻ nít không hiểu con cái nhà em nó chạy giỡn rượt đuổi nhau ở trong phòng nó chui ra vô gầm giường rồi nó chui ra gầm giường, ồn ào cười la. Lúc đó tôi điếc mắt nhìn lại đồng hồ trên tường, tôi thấy là bốn giờ chiều. Mà bốn giờ chiều chưa phải là giờ thăm nuôi, thì tại sao có con nít ở đây vậy? Tôi định bấm đèn gọi y tá, nhưng cơ thể tôi cứng ngắt, không nhúc nhích được. Tôi đành cố nhắm mắt định thần, rồi tự giải cho mình vì tôi biết tôi đang bị ma đẻ. Phải nói ở bệnh viện này thì cái đám y tá trực xôn xao vì tình trạng của tôi. Tôi lầm lộn và đổi phòng mỗi đêm mà tôi luôn toàn nói chuyện ma với quỷ. Họ cho tôi là có bệnh tâm thần sau khi tôi giải phẫu. Cho nên sau đó bệnh viện đã gửi bác sĩ tâm lý, rồi bác sĩ tâm thần họ đun phiên vào gặp tôi để mà chữa bệnh người á đông nói chung việt nam nói riêng hễ mà nghe đến những chuyện tâm linh là đa số cho đó là ma là quỷ cõi này cõi kia chứ chẳng có ai cho là tâm thần như người da trắng cho là mình quan tưởng mình nói chuyện không đâu hoặc là bị rối loạn tâm thần sau khi mổ xẻ người da trắng hầu hết họ không tin ma quỷ vì họ chưa từng gặp chưa từng thấy và họ quan điểm là khi chết là về với chúa nhưng mà họ cũng cũng phải sợ nếu mà khi mình chứng minh được có cõi tâm linh có một lần ở trong bệnh viện khác thì nửa đêm tôi đói bụng tôi mới đi lang thang các giải phòng để tìm coi cái nơi dành đồ ăn thức uống lặt vặt cho y tá và bác sĩ trực về đêm để tôi ăn ké phải nói cái hành lang lúc đó vắng ngắt à? mà dài lê thê rồi chốc chốc thì nó có cái ngõ rẻ, lúc thì bên phải lúc bên trái có cái khu tối thui không có đèn tôi đi hoài đi hoài một hồi mà không thấy có nơi nào để máy bán cà phê hay là có để bánh quy gì hết hay là có máy pha cà phê lúc đó thật sự tôi đói dữ lắm rồi tôi đi cũng không dẫn nữa và trong lòng tôi cũng mong là gặp được một y tá trực nào đó ở trên đường đi để mà nhờ giúp đỡ tại vì tôi biết tôi đã đi khá xa phòng bệnh của mình rồi cho nên nếu quay về nên tôi phải quay về để tìm y tá trực khu mình nằm. Lúc đầu thì tôi ý y lắm là tôi sẽ được tìm được cà phê và bánh nên tôi không có hỏi y tá trực khu mình. Và trong ý là tôi cũng muốn đi tới đi lui cho mau hồi sức và sẵn dịp tôi đi lang thang chơi giữa đêm cũng chẳng có ai quấy rầy dầu gì thì tôi cũng chưa buồn ngủ nói đúng ra thì thực sự tôi không có muốn ngủ sớm tại vì cứ mỗi lần ngủ sớm thì bị cái đám âm binh nó phá thì trong khi tôi đang đi trở về khi đến cái khu tối thui không có đèn ở phía trái từ phía đối diện là phía tôi sẽ đi về khu phòng tôi cách cũng không có mấy xa tôi thấy một bé gái tóc vàng khoảng 12 13 tuổi gì đó. Sắc mặt thì nó nhăn nhó có vẻ khổ sở mà tay thì nó ôm cái bụng như thế này. Tay kia thì nó bám lên một cái cây có cái bánh xe mà đang treo trên đó một cái bọc máu. Như vậy thì đứa bé gái này nó đang truyền máu vô người nó. Nó đi rất chậm nhìn vào cái tướng đi nhìn vào cái gương mặt nhìn vào cái tai nôm bụng thì thấy rằng nó đang chịu đau đớn lắm như vậy mà nó đi đâu đây không lẽ nào nó cũng đi tìm đồ ăn giống như túi thông thường thì y tá không bao giờ cho người bệnh mà vẫn còn đang treo bọc máu đang vô máu mà đi được phải vô xong mới được đi Thường thường là nó như vậy Nhất là vào ban đêm Tôi đi lướt qua cô bé đi về phòng mình Trong bụng thì tôi thấy tội quá Tôi muốn hỏi thăm để giúp Nhưng thực sự lúc đó chân tôi đi còn không muốn dẫn nữa thì giúp được ai Cho nên tôi cố gắng đi trở về Nhanh hơn để gọi y tá giúp đứa bé Và tôi còn cố quay đầu lại nhìn cô bé lần nữa Tôi thấy nó tội quá đứa bé vẫn tiếp tục đi trong cái tư thế quằn quại vào trong cái khu tối đen nhìn thấy thế lúc đó tôi chẳng có nghi ngợi hay thắc mắc gì hết vì tôi đang cố tập trung đi nhanh về để gặp y tá và thật tình mà nói lúc đó tôi quên cả luôn cái đói lúc đó trong đầu thì tôi nghĩ rằng tôi đi nhanh lắm nhưng thật ra thì tôi đang lết từng bước đúng hơn sao nó lại khó khăn đến như vậy trong lòng muốn đi mau mà đi không có mau chỉ còn có một ngõ rẽ nữa là về đến khu phòng của tôi thì bụng tạm yên được một chút tôi cố gắng tôi đi cho nó nhanh rồi đến cái ngõ rẽ nhìn qua ngõ rẽ mà nhẹ cả người ủa có người đi nữa mà cái bộ dạng này không phải là y tá tại sao đêm nay sao có lắm bệnh nhân què hoặc sắm chuồng vậy trời trong đó cũng có mình trong đầu tôi chỉ nghĩ như vậy hồi nãy một đứa nhỏ rồi nó ôm bụng nó đau đớn nó đi rồi bây giờ lại có một người nữa người này đi siêu dẻo mà lê từng từng bước trông còn khổ sở hơn đứa con gái hồi nãy. Khi người này lết gần vừa tầm nhìn của tôi thì tôi mới biết đây là một bà cụ già, yếu, bệnh hoạn. Trong đầu tôi đó tôi có vẻ trách những người y tá tại sao bà cụ già yếu khổ như thế này mà để cho bà đi ra trong giờ này. Tôi sau đó rồi cũng lớp về đến nơi gặp hai người y tá trực đang ngồi ngủ gục ở trên bàn trực làm lúc đó tôi nổi cơn lên tôi sổ một tràng mà chẳng biết tôi đang nói cái ngôn ngữ gì nữa làm hai hai cổ tỉnh lại và cũng cảm thấy ái nái vì chính tôi đã bắt gặp quả tang hai người đang ngủ trộm nên nên hai người ngồi mà chịu khó nghe tôi kể chuyện vừa kể mà vừa trách móc Tôi hỏi là tại sao lại để cho bệnh nhân sổng chuồng ra như vậy? Đi ra ngoài, mà trong khi cái tình trạng mà còn đang vô máu như vậy, tình trạng là người già như vậy, thì hai cô nàng mới lấy làm lạ và hỏi tôi tả lại hình dáng của bệnh nhân tôi vừa gặp. Tôi kể lại rất rõ, thì hai người nghe xong, tái mặt hết, nhìn nhau. Tôi thấy rõ ràng, hai người rất kinh dị và sợ hãi mắt cứ nhìn nhau hai người ngầm hiểu với nhau miệng nói không được tôi không nhịn được nữa tôi gõ lên mặt bàn để kêu hai người tỉnh táo lại mà lên tiếng với tôi mãi một lúc sau thì hai người đó mới ấp úng nói hai cái người mà mày kể đó một bà cụ và một đứa bé gái thì bà cụ đã chết bốn tháng rồi còn con bé cũng đã chết hai tháng trước rồi như vậy rõ ràng là tôi đã đi cùng đường với tụi nó nhưng mà có điều hai người đó đi giống y chang như người sống chứ không giống ma chút nào rồi thêm một lần nữa nằm viện. Tôi cũng bị đói bụng nửa đêm. Lần này thì tôi nằm gần khu căng tin. Tôi đi hết hành lang các phòng bệnh là đến nơi căng tin. Tôi nghĩ nếu ra đó chắc có nhiều món ăn thức uống để chọn, vì tôi biết nơi này cũng có phòng dành ẩm thực cho y tá và bác sĩ trực đêm. Tôi hí hửng lê từng bước đi đến căng tin. Đến nơi, tôi vào tôi làm cà phê và quơ vài món bánh rồi tôi đem ra ngoài sân để ngồi thưởng thức cho nó mát ngồi ăn bánh với uống cà phê một chập lúc đó tôi mới đưa mắt nhìn ngược vô lại cái chỗ căng tin hồi nãy có một điều làm tôi giật mình vì lúc tôi đến thì chẳng có một ai bây giờ thì ở trong đó người lố nhố đông hết nào là người bán nè người ăn nè ngồi đầy bàn bác sĩ có bệnh nhân có mà trên người đang còn băng bó cũng có. Rồi y tá cũng có mà ngồi chung lẫn lộn với nhau. Tôi ở ngoài sân mà tôi chẳng biết gì cả. Chẳng thấy những người này vào căng tin lúc nào nữa. Tại vì lúc đó tôi lo ăn bánh uống cà phê. Chỉ trong một thoáng như vậy mà trong đó đầy người hết. Thì ngay lúc đó tôi cảm thấy lạnh và mệt muốn trở về phòng để ngủ một giấc. Khi về đến phòng thì tôi thấy có ba y tá trực đang vừa ăn tối vừa trò chuyện với nhau tôi có thắc mắc và hỏi họ về căng tin bệnh viện này bộ làm luôn ca ba ở trong đêm có không vậy trong khi những bệnh viện khác thì đâu có mà ở đây thì ca ba cũng có người đông đúc theo đó ba cô mới nhìn nhau ngạc nhiên như là bị nghe lầm và yêu cầu tôi nói lại tôi mới hỏi là bộ bệnh viện này căng tin có mở cửa luôn ca ba hả sao mà có người buôn bán ăn uống tấp nập như vậy Nghe xong thì ba cô đùa lắc đầu quậy quậy đồng thanh nói làm gì có chuyện đó. Tôi quá bực mình tôi mới kể lại hết cho ba người nghe những cái chuyện mà tôi thấy trong căn tin. Nghe xong thì ba người mới nhìn tôi với sắc mặt kinh dị. Có người hỏi tôi, Are you alright? Ở bên Úc Châu, Aussie tức là người Úc, họ thường dùng cái chữ alright. Nó đồng nghĩa với ở bên mỹ dùng cái từ ngữ ok are you alright có nghĩa là are you ok cái ý muốn nói là mày có có ổn không vậy tôi biết tôi biết ba cô này chẳng có tin lời tôi nói mới hỏi như vậy Dạ, tôi cũng đã hiểu được tôi đã gặp cái gì rồi cho nên thực sự mà nói lỡ ăn vô rồi cho lúc đó tôi muốn ói ra hết những gì mà tôi đã cho vào bụng ở căn tim Phải nói còn nhiều chuyện bị ma phá khác ở trong bệnh viện. Tôi không kể ra gì, nó vặt vãnh chuyện bình thường, không có đáng ghê. Chẳng hạn như đèn tự động bật tắt. Cái tiếng xả nước toilet tự mình ơn nó ngưng. Rồi cái giường bị rung lắc như thế này trong khi tôi nằm. Thật tình tôi lười kể lắm, kể ra thì nó nhiều dữ lắm luôn tôi không hiểu tại sao tôi lại gặp nhiều như vậy trong khi những người khác không biết có gặp giống tôi không thôi coi như những câu chuyện về ma trong bệnh viện úc châu đến đây mình tạm ngưng đi để kể sang câu chuyện khác đó là câu chuyện ngạ quỷ đã vào nhà người bạn như thế nào tôi dẫn con bỏ trốn lão chồng. Trú tạm ở nhà chị bạn để chờ tìm nhà mướn khác. Ở ngày đầu đã bị ma đè như đã kể trong phần ma trong bệnh viện. Ngày thứ hai, nơi tôi ngủ trong nhà chị bạn là đối diện nhà bếp. Nhà bếp thì nó không có cửa, mà phòng tôi thì nhỏ, mùa hè nó nóng nên đêm tôi ngủ tôi không có đóng cửa phòng. Tôi muốn để thoáng cho hai đứa con dễ ngủ. Nơi ở của chị bạn chỉ là một căn flat hai phòng ngủ, nó không phải là house, không phải là nhà, nên cái gì nó cũng nhỏ hơn house. Chỉ có hai mẹ con, chị bạn ở như vậy là đúng tiêu chuẩn rồi, không thừa cũng không thiếu, nó vừa khích Phải nói, chị bạn ở như vậy là đúng bây giờ thêm ba mẹ con tôi thêm vào nữa cho nên nó chặt à. thời gian này thì tôi chỉ có hai đứa con thôi cho nên khi bỏ chồng đi thì coi như có ba người nó giống như cái studio bên mỹ đó gọi là cái studio nó liên lạc với nhau nó không có mà như cái nhà nào là phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh gì tùm lum cái này nó nó liền với nhau hết. Cái đêm thứ hai tôi cứ nằm trần trọc khó ngủ vì lạ nhà, nóng nực và luôn suy nghĩ những bước kế tiếp cho cuộc sống của mình. Cái nơi tôi nằm là nhìn thẳng ra nhà bếp. Phải nói khó ngủ rồi, cứ nhìn bâng quơ. Tôi thấy lon thoáng có cái gì đó nó nhúc nhích. Nó động đậy nơi cái cửa sổ nhà bếp làm tôi chú ý theo dõi để coi là cái thứ gì nhìn mãi một hồi tôi nhận ra nó có cái gì đó hay cái con gì đó mà nó màu xanh tàu lá chuối nó cố chui nó cố chui vào nhà theo cái kẽ hở của cái cánh cửa sổ Chắc là chị bạn chỉ khép hờ cửa sổ chứ không có đóng kín Nên nó có cái kẻ hở Không lẽ rắn Con rắn màu xanh lá cây Theo cái tầm nhìn tôi đoán thì nó mềm lắm Nó dẻo lắm Giống như kẹo cao su vậy Nó cố trường, nó cố lách Nó cố trường vào lách vào Tôi thấy nó từ từ Chen vào lúc đó nó vô hết trọn thân hình rồi nó lớn dần ra nhưng mà nó không có bò nó không có đi nó không có đứng mà là nó nằm dài mà nó lơ lửng trên không lúc đó nó khiến tôi mới nổi gai ốc hết cái xương sống thì lạnh buốt tôi muốn bước ra mà khỏi cái cổ nghẹn á khẩu luôn nói không được lúc đó tôi chỉ biết lông mắt ra mà nhìn càng nhìn nó thì thấy gốm quá muốn mửa ra cái thân nó trơn tuột hình như không có xương nó không có bò lết nó cứ nhũng nhẵn nói thiệt nó nhìn nó nó không giống bây giờ nhìn con sâu hay là con rắn nó bò mình thấy nó còn đẹp hơn cái thứ này nhiều tôi không thể tưởng tượng trên đời này lại có con vật nó xấu và nó kinh dị đến như vậy nhưng nó lại có hình dạng con người nó có tay, nó có chân. Nhưng mà nó chảy bẹp dài theo chiều mặt đất như cháo hồ bị đổ ra đất vậy. Nhưng mà nó lơ lửng, không có chạm đất hơn cả thước. Cái mặt đó tôi ráng nhìn, thiệt mà thù, thiệt tình mà nói hình thù không rõ ràng. Nó có mắt nha, có miệng. Nhưng mà cái miệng nó chỉ là một cái lỗ nhỏ đỏ lòm thôi. Mắt thì cũng nhỏ ti hí gì cái mi mắt nó chảy xệ xuống che gần hết chỉ lòi ra hai ánh vàng khè xin lỗi nha nói tới đây tôi thắc cười tại vì nói cái mi mắt chảy xệ che gần hết chỉ lòi ra hai ánh vàng khè tôi tưởng tượng con mắt của tôi nó sụp xuống nó hiếp như thế này thành ra tôi thắc cười phải nói cái mình mẩy nó thì đầy ghẻ chóc lớn nhỏ tuôn máu ra ngoài nó chẳng có lông tóc trụi nhẵn từ đầu đến chân khi nó vừa lết vừa lơ lửng lòng vòng trong nhà bếp có một điều tôi ngửi được cái mùi hôi thối xông ra từ nhà bếp cái mùi hôi thối này nó vô cùng khó chịu chưa từng biết qua chỉ khiến tôi buồn nôn mà thôi tôi không muốn nhìn nó nữa tôi cố định thần nhắm mắt niệm phật Tôi niệm trong bao lâu thì không biết, chỉ biết khi ngừng niệm. Vì tôi không còn cảm nhận cái mùi hôi thối nữa. Mở mắt ra thì tôi không thấy nó ở trong nhà bếp nữa. Phải nói khi nhìn thấy nó rồi, tôi tỉnh hẳn ra. Tôi suy nghĩ hoài. Tôi mới nhớ lại bộ kinh ngạ quỷ của Đức Phật dạy. Tôi nhớ mang máng trong kinh có nói đến ngạ quỷ này. Cái loại này nó không thể xuống thấp mặt đất. Và nó thường hay nương theo cái mùi đồ dơ hoặc thực phẩm ôi thiêu để tìm ăn. Phải nói nhà bếp là cái nơi nặng mùi thực phẩm nhất. Và nhất là những chai nước mắm. Kể cả đồ dơ trong toilet. Ngạ quỷ thường thường tập trung nhiều nhất là ở những bãi rác và các toilet, bệnh viện, nhất là những cái xứ Á Đông vì không có giữ sạch sẽ thường xuyên. Chuyện này nó có thật. Khi mẹ tôi xuất hiện bị một cái ông ngạ quỷ ông theo về nhà. Ông than thở là ông ta trong bệnh viện rất lâu ăn toàn phân tiểu người bệnh. Ông ta năn nỉ là xin cho về nhà để ăn thực phẩm của người. Cái chuyện này nó khá dài. Của mẹ tôi cũng rất là ly kỳ vì ông này không có hiền ông quậy mẹ tôi một thời nhưng mà tôi chưa có kể ra ở đây từ từ lần khác trở lại chuyện của tôi tóm lại thì đêm xuống nên đóng kín các cửa sổ đừng để kẻ hở và cũng đừng ngồi nhìn ra ngoài qua cửa sổ khi về đêm đóng cửa kính lại kéo màn che là an toàn nhất Tại sao phải kéo màn che và không nên nhìn ra ngoài qua cửa sổ về đêm? Nó có lý do. Cho nên tôi xin kể một câu chuyện tại nhà chị bạn vào cái đêm thứ ba. Thì lúc đó các bạn sẽ hiểu tại sao mà nên đóng cửa. Bên ngoài cái căn phát của chị bạn chung quanh toàn là những cây lớn để có bóng mát. Thì trong nhà nhìn ra thấy toàn là cây, cành to, nhánh nhỏ, văng đầy hết. Lại thêm một đêm tôi khó ngủ nữa. Tôi mới đi vào nhà bếp để rót đi nước rồi mang vào phòng khách ngồi cho nó mát. Ngồi ở sofa vừa uống nước vừa suy nghĩ chuyện tìm nhà mướn thì cái cửa sổ phòng khách chị bạn vẫn để nguyên không có che màn. Tôi ngắm trăng xuyên qua cửa sổ. Cái cửa sổ rất to. Nhưng mà đầu óc tôi thì không có thưởng thức trăng. Tại vì tôi cứ suy nghĩ vào những cái chuyện cần thiết phải làm trong đời sống trong những ngày sắp tới một bên cửa sổ là trăng bên kia thì thấy cành to nhánh nhỏ của cây lớn bên ngoài phải nói nguyên cửa sổ như một bức tranh cảnh đêm với ánh trăng thật đẹp tôi vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ mông lung trong bao lâu tôi cũng không nhớ rõ Chờ tôi ngừng suy nghĩ lại bởi tôi thấy vài cái cành cây bên ngoài cửa sổ nó chuyển động rung lắc những cái nhánh cây đưa lên hạ xuống rung lắc giống như là có ai ở trên đó nhúng nhảy chứ cái cành cây đó nó không phải chuyển động do gió thổi trong khi những cái cành cây khác gần đó thì bất động im lìm à chỉ có một số cành nhánh rung chuyển giống như bị lắc hay có ai trên đó những cái khác không có thì như vậy không phải bị gió mái rồi hay là có ăn trộm rình mò hay là có cái thứ gì đó đã làm những nhánh cây động mạnh như vậy tôi cũng dám chắc không phải là mèo vì con mèo nó phóng nhảy rất nhẹ nhàng nó không thể nào đủ sức làm cành cây to lai động như cái sức người được khi tôi tập trung chú ý nhìn thì cái cây nó đứng yên khi tôi thả lỏng tinh thần không để ý nữa thì cái cây nó lại nhún nhảy tiếp nhưng mà nhìn lên trên cây tôi chẳng thấy thứ gì cả tôi không thấy có con gì hay là ai ở trên đó nó cứ vài lần như vậy thôi tôi bỏ qua tôi không thèm chú ý đến nữa tôi mới đứng dậy mang cái ly vào nhà bếp rửa cất rồi đi ngủ khi vào đến nhà bếp lần này tôi điếng người hết tim tôi muốn thoát ra ngoài phải nói là á khẩu luôn vì bên ngoài cửa sổ nhà bếp tôi cũng thấy có những cành cây to gần cửa sổ nhưng ở trên cây hàng đống tiểu quỷ qua những cánh đèn ở bên đường soi tôi thấy chúng rõ mồn một có đứa ngồi chồm hổm trên những cành cây có đứa đu qua nhảy lại như khỉ vượng đa số thì chúng lựa cành nào gần cửa sổ nhất để nó nhìn vào nhà mà nó rình rập cái đám này cũng là một trong những cái loài ngạ quỷ mà cái loại này thường thì nó sống ở trên cây tụi nó ở trần ở truồng hết như con nít hai ba tuổi có điều là răng của nó nhọn và có nanh nhỏ. Cái tai thì giống như lỗ tai con chuột. Nhưng mà nhọn và nó chỉ ngang hai bên. Mắt thì nó đỏ long lanh. Ngón tay, ngón chân nó dài gấp đôi một đứa bình thường. Hai cái bắp chân thì đầy lông nhưng tóc thì không có. Chúng vừa nhúng vừa nhảy đu đưa vừa đảo mắt nhìn vào trong nhà như tìm cái thứ gì đó. Thật sự mà nói tôi chẳng còn lòng dạ nào mà rửa ly, tôi chỉ vội chạy đến cửa sổ kéo màn kính mít, kế đó chạy qua phòng khách. Tôi kéo màn thật nhanh rồi, tôi ù té bay vào phòng, ôm con mà ngủ. Rút kinh nghiệm từ đó, tôi không bao giờ ngắm cảnh, ngắm cảnh đêm qua cửa sổ và luôn đóng kính màn khi đêm xuống nếu không muốn bị rụng tim như chuyện vừa xảy ra. Ai muốn thử nghiệm thì cứ việc thử nếu bên ngoài nhà có cây to nhớ kỹ chúng nó rình rập là để tìm thức ăn thức ăn mà để sơ hở không cất trong tủ lạnh hay để kỹ thì coi như mang đổ vì ôi vì thiêu qua ngày thứ tư thì lão chồng của tôi mò ra được chỗ trú tạm của ba mẹ con tôi bắt ép tôi trở về vì tôi không muốn chị bạn bị liên lụy nên tôi phải theo lão trở về để rồi sau đó tìm cách dọt tiếp. Đó là câu chuyện ngạ quỷ vào nhà chị bạn và đây là câu chuyện thứ năm ma ở trong căn nhà chính phủ mới xảy ra. Sau khi tôi trở về với lão chồng được gần một năm, thì tôi được nhận nhà chính phủ cấp mới vừa xây xong. Khi nhận nhà này phải nói tôi mang tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui là tiền nhà nó được rẻ còn một phần ba theo giá thị trường. Mà nhà thì nhà mới xây. Thì tôi chỉ mong rằng không có âm binh cư ngụ và luôn hy vọng đừng có giống như căn nhà ở Việt Nam cũng vừa xây xong mà nhà toàn là ma. Còn buồn là khi lão chồng trở chứng khó mà bỏ căn nhà này mà đi. Chẳng lẽ là phải cam chịu sự vũ phu và điên khùng của lão trong căn nhà này. Trong bụng tôi thì cũng hơi lo vì bệnh tâm thần của lão càng ngày càng nặng thêm. Phải nói đầu tôi nhất như búa bổ. Mỗi lần tôi suy nghĩ cho nên tôi không muốn suy nghĩ nữa. Thôi chuyện đến đâu thì mình giải quyết đến đó vậy. Khi dọn vào ở trong giày, trong nhà này vài tháng đầu thì cũng tạm yên. Tuy là lão chồng cũng có khục khặc kiếm chuyện với tôi, nhưng mà chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có lẽ lão cũng sợ tôi bỏ đi nữa nên cũng cố gắng già chừng. Và thời gian này tôi có thêm một baby boy. Tôi đang ngủ ngon lành. Tự nhiên lão chồng làm cho tôi thức giấc. Cái lão này rõ rày mò mẫm trên mình tôi như đòi hỏi yêu đương vậy. Bực mình quá, tôi hất lão ra. Nhưng mà hất hoài lão vẫn cứ làm những gì lão muốn. Cứ sờ mó lung tung. Tôi bực quá, tôi mở mắt ra định chửi cho lão một cái. Chửi là vì lão chẳng biết điều. Ban ngày tôi đã lo chuyện nhà cửa, con cái, cơm nước và còn phải đi làm kiếm tiền mệt bở hơi tai. Đêm thì lão chẳng cho ngủ, cho nên tôi định bật ngồi dậy, chửi cho một tiếng, hoặc là tát cho lão vài cái cho hả giận. Nhưng mà tôi không làm được. Tại vì muốn thì muốn vậy nhưng mà người nó cứ cứng đơ. Khi mở mắt ra thì trời đất ơi là trời. Một cái bóng đen thu nó đang nằm phủ trên người tôi mà nó còn nhúc nhích nó làm trò khỉ. Trong khi đó lão chồng thì đang nằm cạnh tôi đang ngái khó khò. Cái này không thể là người được mà cũng không phải là ma nó là quỷ rồi tôi vội nhắm mắt lại cố định tâm định thần niệm phật tự giải cho mình thiệt là khủng khiếp như vậy thì cái nhà này coi như tiêu rồi thứ đó nó lại vào phá tôi nữa có một hôm thì tôi cũng đang ngủ tôi nghe có âm thanh nhóp nhép nhóp nhép, nhép như có ai đang ăn cái gì đó trong phòng ngủ của tôi. Cái tiếng nhai nhóp dép đó đánh thức tôi dậy. Tôi vẫn nằm yên, tôi mở mắt ra nhìn để coi là cái thứ gì. Ở phía ngoài hành lang tôi có cắm cái đèn ngủ để đêm đám nhỏ nó thấy đường để nó đi toilet. Nhờ cái ánh sáng này mà tôi thấy có một bé gái tóc vàng, khoảng 9-10 tuổi à. Nó mặc bộ đồ đầm đồng phục của của trường nó đang đứng lấp ló ở mép cửa phòng tôi. Nó nhìn tôi đăm đăm như nó đang chờ đợi cái gì. Tôi vẫn cứ nằm yên giống như đang ngủ. Nó không thấy động tịch gì hết. Tự nhiên, nó dục chạy vô phòng tôi. nó đến ngay bàn phấn. Nó lấy cái gì đó, rồi nó nhai nhóp nhép nhóp nhép. Lúc đó tôi mới bật ngồi dậy tôi, hùng nó một cái, đuổi nó ra ngoài. Nó chạy biến mất luôn. Sau đó tôi mở đèn lên xem trên bàn phấn có cái gì mà tôi thấy nó lấy ăn một cách ngon lành. Tại vì trên bàn phấn tôi không bao giờ tôi để bất cứ đồ ăn thức uống nào cả. Thì khi lính bàn phấn tôi coi lại thì tôi thấy những cái thỏi son môi của tôi nếu nó đều bị bẻ gãy đôi. Bình thường son môi nguyên dạng sau lần này nó bị bẻ hết vậy. Cái thời gian ở trong căn nhà tôi có bốn con hai trai và hai gái gái lớn được bảy tuổi bấy lâu nay thì nó vẫn bình thường khi ở nhà này thì nó lại bị chứng mộng du lạ quá nơi khác không có đến đây thì có cứ đêm đêm là nó đi cùng nhà hết mà mắt thì nó nhắm nghiền à vậy mà nó chẳng bị đụng vào đâu bàn ghế tủ giường không cần biết mắt thì nhắm mà nó đi lòng vòng trong nhà mà nó không đụng gì hết sau khi nó đi đã đời rồi nó trở về phòng ngủ tiếp phải nói tôi không có dám động đến nó tôi sợ tôi làm nó giật mình nó có thể bị điên và cái tình trạng nó mộng du này kéo dài cả tháng trời tôi rất sợ sợ nếu để lâu nó có thể sẽ bị nặng hơn nó có thể sẽ bước ra khỏi nhà nó có thể trèo lên cửa sổ Tôi đánh liều, tôi tìm hiểu tình trạng mộng du dẫn ý thức của nó đi ở đâu. Không biết giữ hay lần. Có điều là nó không có bị mỗi đêm. Ban đầu thì đôi ba tuần nó bị một lần. Dần dà thời gian kéo ngắn lại, tôi rất sợ. Tôi sợ nó sẽ bị ảnh hưởng tinh thần bất ổn sau này. Ghê nhất là lúc thức. Lúc thức thì nó mở mắt mà có điều hai con mắt của nó thường hay đảo ngược chiều với nhau nghĩa là cùng xoay vòng một lượt cái này không có bình thường chút nào lúc mắt nó xoay vòng với cái thần sắc lạc thần không có tỉnh táo nó ngồi không có bình thường mà hai con mắt nó cứ đảo ngược như thế này tôi làm liều tìm hiểu sau khi tôi đọc các kinh phật thì trong kinh Phật có dạy những người bị mộng du. Cái gốc là do ma quỷ xui khiến và dẫn dụ bị mê thần để nó chiếm thân xác. Lúc đó mình là nó. Và sư thầy có dạy tôi cái cách chữa trị bệnh này. Phải nói tội nghiệp con bé nó rất thông minh. Nó học đứng đầu lớp. Đâu ai ngờ đêm về nó lại bị mộng du như vậy. Hôm đó nửa đêm rồi. Tôi vẫn còn đang mai đồ ở trong phòng mai. Tôi thoáng thấy con bé nó đi ra khỏi phòng ngủ. Tôi cứ tưởng là nó đi toilet. Nhưng mà chờ mãi không thấy nó trở vào. Tôi mới đi ra tìm coi nó đang ở đâu và làm gì. Vì tôi nghi nó đang bị mộng du nữa. Khi nó đến phòng khách thì tôi thấy nó đang rờ rẫm cái cánh cửa ra vào. Mà mắt nó vẫn ngắm nghiền. Trời ơi trời! Chắc có lẽ nó đang tìm cái chìa khóa. Thôi chết rồi, nó nguy hiểm quá. Tôi vừa lo vừa sợ nhưng mà tôi không có dám lên tiếng. Tôi chỉ đứng gần nó để cho nó cảm nhận là có tôi. Để mà nó bỏ ý định ra ngoài. Mà quả đúng như vậy. Khi nó cảm nhận được hơi mẹ là nó quay trở về phòng ngủ. Tôi mới lên tiếng thật nhỏ nhẹ bảo nó ngồi cạnh tôi. Mắt nó vẫn nhắm nghiền mà nó biết tôi đang ngồi ở đâu. Và tự nó đến ngồi đối diện với tôi tôi mới hỏi con đang ở đâu vậy mẹ muốn biết nó ngồi im lặng một lúc nó mới nói con đang ngồi ở trên trái đất chung quanh tối thui hà tôi mới hỏi tiếp tại sao con lên tận đó mà ngồi vậy nó mới trả lời có mấy người dẫn con đi chơi Mẹ ăn kem không? Ngon lắm nè. Mẹ ăn đi. Nó vừa nói nó vừa đưa tay ra. Y như đang cầm cây kem đưa về phía tôi vậy. Tôi mới bảo. Con ăn đi. Mẹ không có ăn. Nó chuyện đến đây tự nhiên tôi thấy nó quảng hốt. tay nó quơ loạn xạ như thế này. Mẹ, mẹ, con sợ, con sợ. Hả? sao không thấy ai hết? không còn cái đất để ngồi, con sợ té, không có chỗ dịnh mẹ, mẹ. Mặt nó nhăn nhó quảng hốt, nó khóc, sau đó nó khóc lên. Lúc đó tôi gọi nó thì nó tỉnh dậy. Từ đó mỗi lần nó đi lang thang trong nhà là tôi nhẹ nhàng gọi nó đến nằm cạnh tôi và tôi gọi tên nó liên tục. Sau đó bảo nó niệm Phật theo tôi từng câu. Niệm đến 108 lần và cũng bảo nó tự xưng tên của mình 20 lần. Tôi làm như thế mỗi khi nó bị mộng du. Lạ một điều là khi nó niệm theo tôi, nó vẫn, vẫn trong cái trạng thái mộng du mắt nhắm nghiền. Khi mà dứt niệm và gọi tên là nó bừng tỉnh. Thì chỉ sau vài tháng nó không có tình trạng mộng du cho đến bây giờ. Nay nó đã gần 40 tuổi rồi và cái tình trạng mà mắt bị đảo dòng cũng biến mất luôn. Một hôm tôi cũng đang mai đồ vào ban ngày. Trong khi đang mai thì con gọi tôi ở nhà bếp. Con nhờ tôi lấy đồ trên nóc tủ lạnh tại vì nó lấy không tới. Tôi vào nhà bếp, giói tay lên nóc tủ lạnh lấy xong, đưa cho con tôi, tôi trở về phòng mai làm việc tiếp. khi trở lại phòng ngồi xuống máy mai sao tôi thấy trống trơn à như là có ai đó dọn dẹp tất cả đồ mai của tôi tôi tìm tôi kiếm tôi lục khắp cái nhà mà chẳng thấy nó đâu thiệt là kỳ lạ từ hồi nào đến giờ con tôi không bao giờ nghịch ngợm hay đụng đến những cái đồ tôi làm việc biết vậy nhưng tôi vẫn tra hỏi từng đứa cả đám nó ngơ ngác chẳng hiểu tôi nói cái gì rồi cũng kể từ đó thì thỉnh thoảng lão chồng của tôi bị mất giấy tờ mất hồ sơ một mực lão khăng khăng cứ cho là tôi phá lão còn tôi thì luôn bị biến hay bốc khói những gì liên quan đến mai giá Ý tôi muốn nói đây là những cái đồ dùng mai giá của tôi đem ra cái nào, xài cái nào mà tôi đi chỗ nào bước quay trở lại thì nó đều biến mất hết. Thôi nghĩ lão chồng. Ông rình, ông coi lúc nào tôi đi, ông lấy ông đem giấu để trả đũa cho tôi, trả đũa về cái chuyện tôi giấu đồ của ông. Phải nói hai bên cứ nghi kỳ nhau như vậy. Và tôi với lão không giáp mặt thì thôi. Mà Đi ra đi vô đụng mặt nhau Thì con mắt cứ sòng sọc, sọc lên Giống như thách thức nhau Tôi nghĩ cũng may là tiền bạc ở trong băng Chứ để ở ngoài Nhưng chắc cũng bị giấu mất Có một hôm thì tôi đi ra ngoài garage Để tìm đồ nghề Để sửa cái tháp nước Ở trong nhà tắm khi bước vào lục đi lục lại ở sâu dần trong gara để tôi kiếm thì cho đến phía tận cùng tôi phải hét lên tôi chạy ù vào trong nhà gọi lão chồng ra. Lão thấy tôi hét lên kêu gọi lão cũng chạy ra và lão với tôi phải nói là đứng chết đứng luôn mà gai ốc nổi khắp người hết. Tại vì tất cả những gì của tôi bị mất và tất gì như, tất cả những của lão bị mất ở trong nhà nó đều nằm ngay chỗ đó cả anh thảo ơi về căn nhà này cho em tạm dừng ở đây tuy chưa hết nhưng nó thuộc về câu chuyện của lão chồng em sẽ biết sao em còn ba câu chuyện nữa nhưng hơi dài không thể dứt tiếp được nói đúng ra vì bận và vì sức khỏe nữa mong anh thông cảm Ba câu chuyện kế tiếp là câu chuyện thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Câu chuyện thứ 6 là lão chồng bị quỷ ám. Câu chuyện thứ 7 là quỷ đội mồ và ma trong trại tị nạn phụ nữ. Câu chuyện thứ 8 là ma trong căn nhà thứ hai chính phủ cấp. Đó là tất cả những cố gắng mà Nina trong lúc sức khỏe yếu, bận biểu công việc, vẫn cố gắng viết để gửi cho chúng ta nghe. Cảm ơn Nina rất nhiều và sẽ đọc những câu chuyện kế tiếp của Nina trong những ngày tháng kế tiếp. Cảm ơn Nina. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là chuyện minh lề lần thứ 1006 đến những chuyện ma của Nina được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 121. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hãy chia sẻ cho mọi người cùng nghe, cùng biết đến. Thank you and I love you. Hello Việt Thảo xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh youtube của Việt Thảo. Qua những chuyện minh lệ, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người, thì xin các bạn nhớ subscribe tức là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi, hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. dù cách xa dạng dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chờ đào rồi. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghươngchờđào.com Giờ Thảo xin được cân hành giới thiệu Hải sản đổ Gia là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới hải sản đổ già nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sĩ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản đổ già ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 76 Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu. chào quý vị, tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alyssa đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo. Chuyển bên lề số 790 đến 794 nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alisa xin được cảm ơn. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh đăng là dược sĩ này, yeah. anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng thanh gừng quanh chữ Kengen đó tiếng Nhật dịch ra dịch ra đó là return to origin trở lại nguồn nước nguyên thủy. mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải máy nước này sẽ làm cộng phân tử nước nhỏ lại 4 đến 6 lần và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ kiềm cao. Đó là Kangen Water nước tinh khiết tinh chất uống để trừ tránh bệnh hoạn bệnh tật như uống bình thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Vida ở số điện thoại là 714 833 8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống Tendon Water The best water Water